Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Nếu bạn thuộc một trong những con giáp này thì ngày 15 tháng 1 năm 2023 âm lịch chính là ngày đại cát dành cho bạn. Theo quan điểm của tử vi, ngày hôm nay chính là ngày đem lại cho các bạn nhiều may mắn, thành công và tài lộc. Bạn sẽ gặp được nhiều cơ hội quý giá trong công việc để từ đó được cấp trên đề bạt, cất nhắc, nâng đỡ lên một vị trí cao hơn. Và ngày hôm nay cũng thích hợp để các bạn bắt đầu một dự án hay một công việc mới. Đối với những con giáp này, ngày rằm tháng giêng sẽ mở ra cho các bạn nhiều con đường mới, nhiều cơ hội để làm giàu, để gia tăng thu nhập cho bản thân. Các con giáp này hãy hoan hỉ mà đón nhận tài lộc nhé. Và đó là các con giáp Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất, tuổi Dần. Theo tử vi ngày 15 tháng 1 năm 2023 âm lịch của 12 con giáp, người tuổi Dần có thể nhanh chóng gặt hái được thành công dưới sự thúc đẩy của tam hợp. Dù có gặp phải khó khăn đi nữa, xung quanh bạn cũng chẳng thiếu người chủ động vươn tay giúp đỡ. Công việc của người tuổi Dần có những điểm sáng rõ rệt trong ngày này. Bạn dần đạt được những mục tiêu đã đặt ra, thậm chí có người tìm ra định hướng mới, phù hợp mới cho mình. Có cục diện tam hợp, bản mệnh xây dựng những mối quan hệ xã giao hài hòa, đồng nghiệp, bạn bè luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn khắc phục khó khăn, thậm chí giới thiệu cho bạn những cơ hội giúp bạn khẳng định vị thế của bản thân mình. Với người làm công ăn lương, khi được phân công phụ trách những nhiệm vụ khó, bạn đừng vội từ chối. Hãy tin tưởng vào bản thân mình và mạnh dạn thử sức. Có thể bạn sẽ phát hiện ra điểm mạnh mới của mình và tìm ra hướng phát triển mới mẻ trong tương lai. Với những người tham gia thi cử, bạn hứa hẹn gặt hái những thành quả tích cực, cốt là bạn chịu chăm chỉ, bỏ công bỏ sức ra ôn luyện kỹ càng. Ngày hôm nay, những thành tích xuất sắc trong công việc là điểm cộng, giúp người độc thân trở nên nổi bật hơn hẳn. Nhiều đối tượng ngưỡng mộ bạn và thật lòng muốn giữ quan hệ với bạn, hãy cho người bạn có thiện cảm một cơ hội nhé! Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thìn, tử vi ngày 15 tháng 1 năm 2023 âm lịch của 12 con giáp cho thấy thiên tài trợ vận, người tuổi Thìn có thể thu được một khoản bộn tiền trong ngày hôm nay. Đặc biệt nếu bạn đang chăm chỉ làm thêm các công việc tay trái, thì đây là lúc bạn tận hưởng thành quả thuộc về mình. Một số người có cơ hội phát tài bất ngờ vào ngày hôm nay nếu tham gia xổ số, bốc thăm trúng thưởng. Hãy có cách sử dụng khoản tiền đó thật hợp lý, chớ tiêu xài hoang phí, kẻo cuối cùng lại của thiên trả địa mà thôi. Phương diện tình duyên khá hài hòa, người đã có gia đình nhìn chung gia đạo bình ổn, vợ chồng sống bên nhau không thể tránh khỏi, đôi lúc có xung đột, nhưng nếu cả hai nhường nhịn nhau, cùng chung tay bảo vệ hạnh phúc gia đình, thì chuyện lớn đến đâu cũng hóa thành nhỏ, vấn đề không còn nghiêm trọng nữa. Ngày hôm nay bạn cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Tử vi tuổi Thìn ngày 15 tháng 1 năm 2023 âm lịch trên phương diện sức khỏe, cần đặc biệt chú ý vấn đề ăn uống và sinh hoạt điều độ bởi hệ tiêu hóa không được tốt. Ngày này chịu tác động của hung tinh, gia chủ sẽ phải trải qua nhiều vất vả, lo toan cho công việc, tiền bạc, vì thế mà cứ sức khỏe giảm sút, dễ ngã bệnh. Dù là nam hay nữ mạng tuổi Tuất cũng không nên chủ quan khinh suất vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn, xe cộ bất ngờ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ, nhờ có tam hội thúc đẩy, người tuổi Tỵ dễ dàng hòa nhập với tập thể trong hôm nay. Dù bạn mới bước chân vào môi trường mới đi nữa, bạn cũng không quá bỡ ngỡ mà nhanh chóng bắt kịp với mọi người xung quanh. Người làm kinh doanh cũng làm quen được với những đối tác, khách hàng triển vọng. Bản mệnh nên nhanh chóng hợp tác với đối phương, có thể đi trước đối thủ, thu được một khoản tiền khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Tử vi tuổi Tỵ cho thấy gia chủ không gặp phải vấn đề gì lớn trong chuyện tiền bạc ở ngày này, bởi ngoài thu nhập từ công việc chính, bạn còn có những khoản thu phụ khác. Tuy nhiên, bạn cần học cách chi tiêu tiết kiệm, không nên phung phí cho những thứ đắt đỏ, không cần thiết. Người làm ăn kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ, thời điểm này chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Trong ngày này, dù là nam mệnh hay nữ mệnh tuổi Tỵ đều không vượng đào hoa, hoặc là cho dù có gặp được người khiến trái tim mình rung động thì mọi chuyện cũng khó mà đi đến cái đích như mong muốn.
Về phương diện sức khỏe, khuyên người tuổi Tỵ nên tập luyện thể thao, ăn uống, nghỉ một cách khoa học để có một sức khỏe tốt. Khi đi ra ngoài cũng cần chú ý tới sức khỏe của bản thân để phòng ốm đau bệnh tật khó mà chữa khỏi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Theo tử vi ngày 15 tháng 1 năm 2023 âm lịch, sự nghiệp gia chủ tuổi Mùi nhìn chung ổn định, bản mệnh dễ gặp được quý nhân, nhờ thế mọi sự liên quan đến công việc đều khá thuận lợi và suôn sẻ. Bạn sẽ có những bước đột phá nhất định và có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này có lợi cho hợp tác dự án, lập kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh và cải thiện hiệu suất. Được nhiều các tinh chủ về công danh hỗ trợ, tuổi Mùi có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp hoặc khởi nghiệp thành công. Chính tài phù trợ, chuyện tài lộc có những điểm sáng đáng mừng, bạn chăm chỉ suốt thời gian qua nên hiển nhiên sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Phương diện tình duyên, người tuổi Mùi còn độc thân biết được đâu là nơi trái tim mình thuộc về. Con giáp này chẳng hề ngần ngại bày tỏ tình cảm với người mình thương. Sự chân thành của bạn ắt hẳn sẽ khiến đối phương vô cùng cảm động. Với các cặp đôi, quan hệ của bạn đang dần được hàn gắn sau những rạn nứt trước đây. Bạn biết trân trọng những gì mình suýt mất nên vô cùng trân trọng nửa kia. Ngược lại, nửa kia cũng tìm cách thấu hiểu bạn nhiều hơn. Ngoài ra, con giáp này nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn trong ngày kim khí vượng. Có thể vì bận rộn công việc mà việc ăn uống thiếu khoa học, sinh hoạt kém điều độ và có những thói quen xấu khiến sức khỏe sa sút nhanh chóng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Người tuổi Tuất có thể đón nhận nhiều tin vui trong lĩnh vực sự nghiệp vào ngày này. Dưới sự phù trợ của tam hợp, bạn sẽ gặp được nhiều yếu tố thuận lợi khiến bạn bắt tay vào làm việc gì cũng suôn sẻ hơn người. Thiên tài ban phúc, người tuổi Tuất chẳng cần lo lắng chuyện tiền bạc trong hôm nay. Nhiều khoản đầu tư tưởng chừng nằm im trước đó bỗng nhiên sinh lời khiến bạn cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Người làm buôn bán biết phát huy thế mạnh của mình nên nhanh chóng chiếm ưu thế trên thị trường. Bạn nhận được sự tin cậy của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tới tấp. Sự bận rộn đem lại cho bạn một khoản tiền rủng rỉnh. Ngày rằm tháng riêng, đường tình duyên hanh thông thuận lợi, nhờ thế mà những mâu thuẫn trong gia đình dần được hóa giải. Tình yêu sẽ thăng hoa sau những xung đột, bạn và người ấy dần hiểu và bao dung hơn cho nhau. Tiếc rằng, theo tử vi ngày 15 tháng 1 năm 2023 của tuổi Tuất âm lịch, tình hình sức khỏe của con giáp có dấu hiệu suy giảm đáng kể. Có thể công việc bận rộn, các mối quan hệ xã giao rộng rãi khiến quên mất chuyện quan tâm đến cơ thể của chính mình. Do đó, dù đang ở bất cứ lứa tuổi nào, bạn cũng cần phải cẩn thận khi tham gia giao thông và khi bắt tay vào công việc, đặc biệt là các công việc tay chân. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 5 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!